Bố già phần thứ 21. Bà con chào đón hỏi han cụng ly với nhau một hồi có tới nửa giờ, ông chồng Corleone mới thong thả ngồi vô bàn họp. Rất kỉnh đảo, Hagen ngồi xuống chiếc ghế phía sau bên trái ông chồng một chút. Đó là lệnh khai hội. Mấy ông chồng khác bèn lục đục ai ngồi chỗ nấy. Sau lưng có các cố vấn ngồi nép một bên để sẵn sàng góp ý kiến. Ông chồng Corleone ngồi vào bàn lên tiếng khai mạc, giọng thản nhiên như không có chuyện gì, làm như bản thân ông chưa hề bị bắn gần chết. Thằng con lớn vừa bỏ mạng, thằng con thứ hai lánh nạn sang miền Tây nhờ cánh Molirani, thằng con út phải lưu vong sang miền đất hoang Sicily. Làm như cả giang sơn vẫn bình an, công việc làm ăn không hề hấn gì vậy. Ông bình tĩnh mở lời bằng thổ ngữ Sicily. À, cảm ơn quý bạn vui lòng hạ cố dự họp đáp lời mời của chúng tôi ngày hôm nay. Kỳ như quý bạn đã cho chúng tôi một ân huệ mà chúng tôi mãi mãi không quên. Xin thưa ngay là chúng tôi không có ý mời quý bạn tới để tranh luận hay thuyết phục, mà chỉ cốt nói chuyện phải quay với nhau, giải quyết công việc cho em đẹp thuận thảo với nhau. Đó là lời chí thành. Tưởng bạn nào từng biết rõ chúng tôi đều nhận thấy xưa nay chúng tôi chẳng phải là người coi rẻ lời nói. Vậy xin vào đề ngay là giữa chúng ta là người lớn với nhau, chỉ một lời là đủ, khỏi có chuyện cam kết bảo đảm như mấy ông thầy kiện. Ông chồng Corleone nghĩ một lát, cứ tỏ yên lặng, kẻ hút thuốc, kẻ nâng ly nước uống, và tất cả sẵn sàng ngồi nghe nữa, không hề nôn nóng. Đàn anh trong giới giang hồ là như vậy. Họ là những người luật pháp không giới hạn được, quyền thế không khuất phục nổi. Họ là những người cứ nhất định là ý mình mà làm, dù phải dùng mưu kế hay nhúng tay vào máu. Chẳng có gì bắt buộc được họ, trừ cái chết hay là một lý do nào vững lắm kia mà. Ông trùm Corleone cao giọng. Tại sao sự tình biến chuyển đến nỗi này? Phải nói là điên đầu hết, không cần phải làm vậy, không đến nỗi phải làm như vậy. Sự việc theo ý riêng của tôi thì như sau, tôi xin trình bày quý bạn rõ. Ông trùm Corleone ngừng lại chút nữa, làm như để coi có ai lên tiếng phản đối mình trình bày chủ quan không đã. Nhà trời, tôi đã hồi phục, và mai sau có thể góp phần giải quyết êm đẹp. Có thể thằng con tôi đã quá hằng, quá dữ, tôi nhìn nhận chớ. Nhưng phải mở đầu thế này. Solozo đã tới với tôi đề nghị làm ăn, nó cần mượn vốn, mượn thế lực. Hắn nói có liên hệ với gia đình Tatalia. Vụ làm ăn là ma túy, một địa hạt tôi không hề có liên hệ. Và lại, tính tôi thì cầu an, mà ngành này đối với tôi quả vượt qua khả năng. Tôi có giải thích để Solo rõ như vậy, với cả một lòng thành. Tôi buộc lòng từ chối, nhưng từ chối rất tế nhị. Tôi nói là đường ai nấy đi, ma túy không phải ngành làm ăn của tôi nên tôi hoàn toàn không có ý kiến. Tôi không khi nào xen vào địa hạt của hắn. Ai ngờ Sozolo lấy thế làm thù và gây ra không biết bao nhiêu tai họa cho tất cả mọi người. Đời là vậy đó, biết làm sao được. Trong chúng ta đây ai chẳng một lần nếm mùi tai họa. Đó là điều tôi quả thật không có muốn chút nào. Có lẽ thấy thấm cần thám giọng, ông trùm Corleone ngừng lại ra hiệu cho Hagen. Nó nhanh nhẩu bưng tới một ly nước lạnh. Ông trùm uống vài hớp rồi nói tiếp. Quả thật tôi muốn bình an. Bên Tatalia mất đứa con, phía tôi mất một kẻ như quề. Thử hỏi nếu ai nấy cùng nhắm mắt đòi ăn miếng trả miếng như thế mãi thì thế giới này sẽ ra sao? Dám tay diễn cái thảm cảnh quê nhà mình ngày nào cứ hùng hục tranh chấp bắn giết nhau hoài, quên cả vợ con chết đói. Đúng là cả một sự điên khùng. Vậy tôi đề nghị trước sau bây giờ cứ như thế. Tôi không tra xét truy cứu kẻ giết con tôi. Qua là bỏ hết. Tôi có thằng con hiện còn phải bỏ đi xa, tôi phải thu xếp để đưa nó về với điều kiện chắc chắn không ai với móc làm khó. Xong vụ đó ta mới có thể bàn nhiều chuyện làm ăn với nhau để tất cả cùng có miếng ăn. Thật sự
Tôi chỉ muốn có vậy, có bà nhiều đó thôi. Phải nhìn nhận, mở lời như vậy là tuyệt khéo. Nhất là cử chỉ phát họa của hai bàn tay đưa lên thật là an phận cầu hòa, đúng hệt con người của Vito Corleone ngày nào, biết điều nhỏ nhẹ, mềm dẻo. Nhưng rõ ràng bên trong sự nhỏ nhẹ là cả một sức mạnh tiềm tàng, chịu đựng tới như vậy đó, nhưng chớ có hồng dẫn mặt. Mềm dẻo như vậy đó, nhưng vẫn đặt điều kiện rõ. Phải giải quyết mà cái Corleone đòi hỏi đã rồi mới có thể bàn tính đến những chuyện khác, biết điều như vậy. Đã xong rõ ràng Corleone đòi hỏi tất cả phải trở về tình cảnh cũ, nghĩa là ngôi vị số 1 vẫn là của cánh Corleone. Họ không mất mát gì sau gần một năm lao đao tưởng gần gục luôn. Ai cũng tưởng người lên tiếng kế tiếp phải là Philip Tartaglia, nào ngờ Brazzini đứng lên dõng dạc, giọng bình dân một cách cứng cỏi. À, ông bạn Corleone vừa nói đúng, nhưng còn thiếu, phải thêm vô một điều mà có lẽ vì khiêm tốn ông bạn không muốn nhắc tới là Sozzolo và cánh Tartaglia không thể làm ăn được. Nếu cánh Corleone không nhận yểm trợ, dĩ nhiên đó chẳng phải là lỗi ông bạn, nhưng sự từ chối của ông bạn làm họ bất mãn. Sự thật là mấy kiểu quen biết mà cánh Corleone vẫn ăn chịu xưa nay vẫn có thể nhờ giả được, kể cả ma túy. Nhưng bất cứ đánh cánh nào khác chạy đến lo lót thì vừa nói đánh ma túy là họ chạy ngay rồi. Sozzolo làm sao dám làm ăn khi bọn đàn em không được một sự che chở tối thiểu, điều đó chúng ta biết hết, không biết chỉ có nước đói. Đụng đến ma túy là mệt, lực mới xử gắt gao thì mấy ông lớn lại có dịp đòi nặng, bằng không thì 20 năm khổ sai. Mà 20 năm khổ sai thì một thằng ngon đến đâu cũng phải để Omega, chẳng thể Omega được. Ê, phải khai hết làm sao dám làm ăn. Mấy ông lớn đó thực sự ông bạn Corleone nắm hết mà ông bạn nhất định không chịu làm ăn. Như vậy là cư xử không đẹp với anh em. Là có miếng ăn mà buộc anh em đói còn gì. Thời buổi này đâu còn vũ lượng ai nấy đi như ngày xưa. Thời buổi này không cho phép riêng rẽ. Ông bạn Corleone không thể giữ mấy ông tò quen biết làm của riêng, mà có điều kiện là phải giúp anh em, phải lo dùm cho anh em chứ. Khỏi nói là một khi ông bạn cho anh em chia chác cái thế lực đó thì anh em đâu dám để thiệt. Tụi mình đâu phải cộng sản, nói gọn lại thời buổi này giếng là giếng chung, phải cho anh em múc nước chứ chứ, đó là một thực sự giản dị quá mà. Brazzini dứt lời, một lúc lâu cử cọ vẫn còn làm thinh. Cứ như lời hắn vừa phát biểu là tình thế đã ngã ngũ, khỏi có vấn đề trở lại tình trạng cũ. Điều quan trọng hơn nữa là nếu không giải quyết xong xuôi thì lần này hắn đứng về phía Tartaglia công khai chơi nhóm Corleone. Hắn vừa thắng một điểm rõ, trong giới giang hồ hai chữ anh em nặng lắm. Từ sinh mạng đến cơ nghiệp, phải nhờ cậy lẫn nhau thì có đủ điều kiện giúp được mà từ chối đã là một xúc phạm lớn rồi. Nếu nhờ giả đã là chuyện bất đắc dĩ thì từ chối một sự nhờ giả cũng là một vấn đề. Đáp lời Brazzini, ông trùm Corleone ngồi nguyên chỗ, ngước mắt, hỏi cử tọa. À, xin anh em cho tôi biết xưa nay tôi có phải là người quen từ chối. Có một vấn đề gì sức tôi làm được mà tôi từ chối anh em nào một lần nào không hả? Nếu tôi phải từ chối chẳng qua là vì bắt buộc. Tôi không muốn đụng vô ngành ma túy. Vì tôi biết không thể làm được, đụng vô là hư hết cơ nghiệp gây dựng bấy lâu nay. Đó là thứ cấm kỵ, cả nước này cũng tối kỵ. Không có như rượu, không như cờ bạc hoặc đĩ đếm là những thứ nhiều người thích, nhưng bị cấm chỉ vì một số người muốn cấm. Nhà nước hay mấy ông nhà tù chẳng hạn, nhưng mà tuổi khác bất cứ ai dây dừa tới cũng nguy hiểm hết. Xin nói là tôi cảm thấy rất hãnh diện về vụ được coi như là có thế lực đối với các ông lớn. Phải chi được vậy thì hay quá. Tôi có quen biết nhiều thật, nhưng quen là một chuyện, dính vô ma túy là hết quen. Chắc chắn như vậy, vì họ sợ dính vô họ tối kỵ ma túy. Mấy thầy chủ xưa nay từng ăn chịu thì cái gì họ chẳng giúp được mình, ma túy họ không có dám. Tôi biết rõ như vậy thì giúp giùm anh em thế nào được. Nhờ giả tôi như vậy khác nào hại tôi.
Tuy nhiên tôi sẵn sàng làm cả cái việc đó. Nếu tất cả anh em đây sẽ thấy cần phải làm, cần phải làm để có tiếp tục những vụ làm ăn khác. Những lời Corleone nói vừa làm cho bà con nhẹ thở hẳn, lúc bây giờ mới dám rì rầm to nhỏ. Nói vậy là phe Corleone đã nhận bộ. Điểm quan trọng nhất, điểm mà Sosolo đòi không được là sẵn sàng đứng ra lo giùm buôn ma túy, với điều kiện tất cả anh em có mặt ở đây đòi hỏi phải làm như vậy. Dĩ nhiên họ không bỏ vốn, không dính vô bất cứ chuyện gì ngoài việc vận động lo lót cho mấy ông lớn, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là nhân nhượng quá rồi. Cái đó là ông trùm Los Angeles Frank Fraconi đứng lên cho biết ý kiến. Vấn đề là một khi các anh em nhất định nhào vô ngành ma túy thì mình đâu có cản nổi. Họ biết nguy hiểm, nhưng tiền nhiều quá họ phải lao vô. Mình không đi cùng á, sợ còn nguy hiểm thiệt đó. Nhưng mình có cơ sở, mình có tổ chức, mình lại che giấu được á, và còn có chỗ dựa. Những khi sơ sẩy thì dù sao cũng vẫn còn hơn chứ. Thà vô để nắm quyền kiểm soát đặt thành hệ thống đàng hoàng còn hơn á, là để chúng tự ý làm loạn. Mạnh thằng nào thằng nấy nhào vô đúp lìa, mất trận tự hết. Đồng minh số 1 của cánh Corleone là ông trùm Detroit cũng phải đi ngược lại chủ trương của bộ bịch để hùa theo cái lý của đa số. Như trường hợp của tôi biết, tôi nhất định không dính vô. Tôi đã phải trả thêm một số phụ cấp để mấy thằng thủ hạ khỏi dính dấp tới ma túy. Có thể nói tôi đã hy sinh nhiều, nhưng số của ca vẫn vô ích. Tụi nó vẫn bị lôi cuốn như thường. Thử hỏi có thằng đến sỉ tai tụi nó, tao có thứ trắng, mày có 3.000, 4.000 hay giống không? Bỏ ra mày sẽ thâu vô 50.000 cấp kỳ. Ê, quả nhiên có 50.000 thiệt nhấp nháy. Cho nên tụi nó ham bắt lẻ đến cái nỗi dứt cả công tác để chạy theo chắc chắn. Ê, không có cản nổi. Ma túy làm ra tiền thật sự càng ngày càng nhiều. Mình không vô tụi nó vẫn cứ làm mạnh. Vậy thì tại sao không vô để nắm lấy quyền kiểm soát, để cố giảm bớt sự tai hại trắng trợn? Nếu không thể cấm cản nổi, mình có thể không cho phép tụi nó bày trình ảnh ra gần mấy cái trường học, dụ dỗ cái đám con nít. Ây, đồi bại quá. Ở địa phương của tôi chỉ cho phép tụi nó làm ăn trong các khu đen. Ma túy để mấy thằng da màu xài, chúng chịu chi nhất, xài nhiều nhất lại không bao giờ gây chuyện lộn xộn. Bọn đen chúng nó chẳng cần vợ con gia đình cái gì hết, mà bản thân chúng nó cũng cải bỏ. Ê, vậy cho chúng tiêu thụ ma túy để khỏi bỏ luôn cho rồi. Kể bỏ luôn cho rồi đi. Tóm lại, mình vẫn phải đứng ra làm, không thể để cho bọn vô kỷ lực làm bừa bãi, làm hại cho tất cả mọi người. Bà con rầm rầm hoan hô ông trùm Detroit. Hắn đã đánh trúng yếu điểm, bằng lòng trả phụ cấp cho bọn đàn em để tụi nó đừng có dính vô ma túy, còn không được mà. Về đám con nít mà ma túy, hắn nói đúng quá. Xưa nay Zalucci vẫn được tiếng yêu trẻ hiền lành, nhưng có điều mang ma túy đi bán cho con nít bao giờ, mà chúng lấy đâu ra tiền? Ngày vụ bọn đen tiêu thụ ma túy cũng chưa nghe nói, thứ người đó kể làm chi, chúng có nghĩa lý gì đâu. Chúng có thể để cho thiên hạ nghiền ra thành bột thì bà con ở đây cũng có cần, chỉ có những đầu óc lẩm cẩm như ông nội Zalucci mới mang bọn đen ra nhắc nhở ở đây. Lần lượt tất cả mọi ông trùm đều phát biểu ý kiến, tất cả đều chê ma túy, đều thấy dính vô là có chuyện. Nhưng cùng đi đến kết luận, một kho tiền như vậy thì cấm làm sao cho được bọn đàn em đánh liều bất chấp mọi thứ để nhảy vô, chịu, tiền ai chẳng ham. Sau cùng mọi người thỏa thuận bà con được quyền làm ăn ngành ma túy và cánh Corleone phải bảo đảm việc lo lót với chức quyền ở miền Đông. Dĩ nhiên hai cánh, Bazzini và Tartaglia đảm trách hầu hết việc kinh doanh. Có giải quyết xong vấn đề gây cấn này, bà con mới có thể bàn rộng ra các vấn đề hữu ích khác chứ. Nhiều việc lắm, chấp nhận Las Vegas và Miami là đô thị bỏ ngỏ, cánh nào tới làm ăn cũng được. Mà triển vọng thì phải biết là sáng. Cùng thỏa thuận ở hai cái đất mới, cấm không được cho giữ, mấy thằng trộm cướp lặt vặt cấm bén mảng. Tuy nhiên, nhưng vụ bắt buộc phải xuống tay thủ tiêu chẳng hạn, nhưng sở dư luận quần chúng la ó bất thình lình thì phải có hội đồng thông qua. Hội đồng còn khuyến cáo những tay chủ chốt và đám thuộc hạ tuyệt đối tránh chơi rừng, tránh tầm thù để giải quyết chuyện cá nhân. Ngoài ra, mọi phe nhóm toàn quốc đồng ý có bà con nhờ vả đến là phải tương trợ, chẳng hạn mượn người trợ lực, mượn thần thế để làm ăn dễ dàng. Dĩ nhiên dân giang hồ khai tội cần gì chương trình nghị sự, mà cứ nói nôm na, gặp đâu bàn đó cho tiện. Giữa những người lớn chủ cấp thủ lãnh với nhau, vậy mà thảo luận cũng khỏi mất.
khốt thì giờ, còn thì giờ ăn nhậu nữa chứ. Người đưa hội nghị đến kết thúc là ông trùm Bazzini, hắn đứng lên dõng dạc. À, việc lớn đại khái như vậy là xong, bây giờ mình hòa bình, không bắn nhau nữa. Tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ ông bạn Corleone, người mà bà con bao nhiêu năm nay đều công nhận là thủ tính. Nếu mình không có mâu thuẫn, tranh chấp thì tội gì điên đầu thêm một lần nữa. Riêng phần tôi xin nói ngay là mở đường rộng thanh thang, việc giải quyết êm đẹp là mừng rồi. Đó, cũng là cảm giác chung của hội nghị, người duy nhất còn thắc mắc nghĩa là còn xét. Còn ai ngoài Philip Tartaglia, sau vụ phục kích Sonny Corleone, nếu có đánh lớn chắc chắn cánh Tartaglia sẽ lãnh trước. Vì vậy, ông cầm Philip phải lên tiếng cho chắc ăn. Ê, mọi chuyện hội nghị giải quyết ở đây tôi hết đồng ý hết. Tôi đồng ý quên sự bất hạnh của chính mình. Nhưng tôi muốn nghe được một lời cam kết cụ thể của ông bạn Corleone. Tôi muốn biết ông bạn có tìm cách trả thù nữa không? Một khi phục hồi lực lượng của ông bạn có quên lời cam kết nữa hay không? Biết đâu chừng vài ba năm nữa ông bạn cảm thấy bữa nay bị bó buộc bởi phải hòa rồi tự cho mình quyền xé rào đánh lớn đánh nữa. Tôi biết chúng mình có hòa bình thật sự, nghĩa là khỏi phải đề phòng chơi lén thật không? Liệu ông bạn Corleone có chịu cam kết với anh em tôi một lời như tôi sẵn sàng cam kết không? Ông trùm Corleone làm như chỉ chờ có vậy để mình định lập trường. Một lập trường mà anh em giang hồ ghi nhớ mãi và công nhận người thủ lãnh phe Corleone quả là tay trong rộng thấy xa. Vì tòa Corleone đã công bố lập trường bằng lời lẽ chứng chạc, biết điều phát xuất tự tâm can, đánh trúng tim đen và trong dịp này đã nặng ra một vài câu mà 10 năm sau quần chúng mới nghe được và phục lăng, in như danh từ bức màn sắc của chết chưa vậy. Cho đến lúc này, bà con mới thấy Corleone đứng lên ngỏ lời, người tầm thước, coi bộ gầy yếu sau những ngày nằm dưỡng bệnh, đúng là ông lão 60, nhưng rõ ràng sức mạnh tinh thần cơ trí của ngày nào vẫn còn trẻ tráng. Nếu chúng ta đây mà không có lý trí thì còn ra cái hệ thống gì? Đúng là dạ thú ở rừng cả đám. Có lý trí ta mới nói chuyện phải quái với nhau, với bản thân ta nữa. Tôi có lý trí, thử hỏi tôi gây xáo trộn đổ máu một lần nữa để làm cái gì? Còn tôi chết, tôi đau khổ và tôi gánh chịu. Lẽ nào bắt người vô can chung quanh tôi phải chia sớt đau khổ? Vậy nên tôi mang danh dự ra cam kết với các anh em, không tầm thù, không truy vấn tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, cho qua luôn để bữa nay ra về thanh thản. Chúng ta là những người đặt nặng vấn đề quyền lợi, chẳng ai điên, chẳng ai chịu để thiên hạ sổ mũi sai khiến. Chúng ta là những người được xứ sở này hậu đãi, con cái hầu hết đều có ăn học đàng hoàng, đứa giáo sư, đứa chuyên viên khoa học, đứa nhạc sĩ, sang đến đời con chúng nó thành là giai cấp ông lớn cũng nên. Chúng ta không muốn con cái nối nghiệp của mình vì cái nghề này cực quá, cực suốt đời. Chúng ta đã cực khổ để tụi nó có thể tiến thân cách khác, tiến thân như người ta. Tôi đã có cháu gọi bằng ông, biết đâu chừng con cái chúng sau này không là thống đốc tổng thống. Ở xứ sở này cái gì cũng không được, chúng ta phải ăn ở theo thời. Thời buổi dao đâm súng nổ đã hết rồi, chúng ta phải sáng suốt đi vào con đường kinh doanh như bất cứ một nhà doanh nghiệp nào. Tiền bạc nhiều hơn, con cháu đỡ khổ hơn. Chúng ta là những người mình làm cho mình, chẳng để cho bọn to đầu cấu kết với nhau lợi dụng buộc mình làm cho nó hưởng. Chúng gây chiến và mình uổng mạng vì bảo vệ quyền lợi cho chúng. Có thằng nào buộc được chúng ta phải tuân theo thứ pháp luật do chính chúng nặng ra để quyền lợi chúng hưởng và đau khổ tụi mình nhận lãnh. Chúng là cái thá gì mà xía vô, kêu chúng ta nhất định bảo vệ quyền lợi của mình. Trước cử tọa lặng thinh, Vito Corleone dằn giọng, đó là công việc riêng của chúng ta. Sona Cosa Nostra, đó là việc riêng trong dân sơn riêng của chúng ta. Cosa Nostra, chúng ta phải đoàn kết với nhau, không cho phép chúng ta nhào vô dân sơn của... không cho phép chúng nhào vô dân sơn của mình. Bằng không, chúng nó sẽ sổ mũi mình dẫn đi như chúng đã từng làm mấy đàn anh Ý trên xứ sở này. Lẽ vì đoàn kết, vì đại cuộc, tôi bằng lòng bỏ qua, không trả thù vụ thằng con tôi. Tôi xin thề là ngày nào còn nắm quyền chỉ huy trong gia đình Corleone thì không có chuyện đụng chạm đến móng tay của một anh em nào có mặt ở nơi đây, trừ trường hợp bảo vệ chánh đảng hoặc bị khiêu khích cùng độ. Vì đại cuộc, tôi sẵn sàng hy sinh đến cả quyền lợi trong việc làm ăn. Đó là một lời thề,
Một vấn đề danh dự trong số bà con anh em ở đây, nhiều người biết tôi á, Hằng coi trọng như thế nào. Dĩ nhiên á, tôi phải có chút tâm, tư tâm. Hằng con út tôi á, như anh em biết, hiện phải bỏ xứ vì bị nghi là thủ phạm hạ sát Zolo á, và một ông đại quý cảnh sát. Bây giờ tôi phải lo thu xếp để cho nó yên ổn trở về, không sợ bị dính quan vào cái vụ đó. Tôi sẽ có cách thu xếp, hoặc là kiếm cho ra những thằng đích thực là thủ phạm, hoặc chứng minh cho nhà nước thấy rõ con tôi á hoàn toàn vô tội, hay làm sao cho những nhân chứng hoặc những người tố cáo con tôi rút lại những lời khai dối láo trước đây, xin nói rõ đây là việc riêng của tôi á, mà tôi có thể làm được. Có điều phải thú nhận tôi á là người mê tín dị đoan, thật kỳ cục, nhưng đúng vậy. Nếu thằng con tôi chẳng may có mệnh hệ nào thì tôi không thể nghĩ, không thể không nghi ngờ một vài anh em có mặt ở đây còn nuôi ác ý, còn nuôi căm thù tôi. Chẳng hạn một thầy chú nào lỡ tay bắn chúng nó, hay nó bị bắt và treo cổ trong xà lim, hoặc một vài kẻ nhảy ra tố cáo. Nói xa hơn một chút nữa, tôi vẫn cứ dị đoan tin rằng thế nào cũng phải có một vài người hiện có mặt ở đây trù ẻo thẩm tệ nên nó mới chết. Dù nó bị xét đánh, đi máy bay rớt, đi tàu chìm, hoặc gì đụng xe, hoặc lâm bệnh ngặt cũng vậy. Nói thật với anh em, mấy sự trù ẻo dị đoan mê tín đó tôi không thể nào bỏ qua. Ngoài vụ đó ra, tôi thề trên đầu đám con cháu của tôi là sẽ không bao giờ xé rào nổ bậy. Bề nào anh em chúng mình cũng đâu đến nỗi tàn tệ như mấy thằng to đầu từng cướp sinh mạng cả triệu con người, phải không? Vừa dứt lời là ông Trùm Corleone biểu diễn một màn đoàn kết vô cùng ngoạn mục, rất hoan hỷ. Ông bước tới tận bàn Philip Cataria, kẻ đối đầu số 1, đứng dậy chào đón bà. Hai ông Trùm ôm nhau hôn, bà con hoan nghênh rần rần. Bao nhiêu ông Trùm có mặt trong phòng đều đứng cả dậy bắt tay nhau loạn để chào mừng tinh thần cao đẹp của Corleone Tatalia. Dĩ nhiên chẳng phải hai người ôm nhau hôn một cái mà đã thân thiện nhất thế giới. Hai lễ Giáng sinh sẽ gửi thiếp chúc nhau. Có điều đã biểu diễn vậy là họ không giết nhau nữa, và trong giới giang hồ thì có cái gì hơn? Sau đó hội nghị bế mạc tiễn chân hết anh em, ông Trùm Corleone giữ riêng người anh em Molinari ở lại để tâm tình đôi câu. Chắc vì người anh em từng có lòng thương thằng con thứ nương náu đỡ bấy lâu. Cứ như lời Molinari thì thằng Fred thì lánh nạn mà hạnh phúc tràn trề, vì nó nhảy cái vô nghề mở hotel nên coi bộ quá hạp. Khoái chí nhất là mấy bà mấy cô thích như điên. Ông bố lắc đầu ngạc nhiên, không ngờ thằng con hiền lành lại có nhiều tài lã. Hay là họa trung hữu phúc đây? Hai người cùng gật gù. Và nhân thể ông Trùm Corleone ý cho người anh em biết, ân nghĩa sẽ có ngày đền đáp. Làm gì không can thiệp được giùm cho Molinari vài ba việc hữu ích, chẳng hạn như bảo đảm dùng công việc truyền tin mau lẹ kết quả đua ngựa, đua xe giùm cho người anh em cửu Kim Sơn. Dù tình hình chính trị có thay đổi hay cánh chó điên Chicago có nhào vô phá hoại, đối với một tài khai thác trường đua, bào cá ngựa, cá thể thao thì còn gì bảo đảm nào? Mãi chiều tối, Tom Hagen mới hộ tống ông già về tới bên Long Beach. Dĩ nhiên, lái xe phải là thằng em tính cẩn Rocco Laponi. Vô trong nhà, ổng ghé tai Consigliori. À, cái thằng Rocco xài được, bấy lâu nay tao cứ đánh giá nó hơi thấp, mày à, nhớ để ý. Lời căn dặn làm Hagen ngạc nhiên quá. Quái lạ, suốt ngày nó lầm lì có nói tiếng nào đâu. Lái xe cũng không liếc nhìn xuống một lần, chạy xe hay mở cửa xe chỉ mở một lần và đóng một lần. Rocco cũng chỉ làm như mấy thằng tài xế chuyên nghiệp. Vậy thì ông già đã nhìn ra một điểm gì mới có lời căn dặn cách nhất? Ngày buổi tối có hội nghị gia đình nên Hagen lo về nhà riêng để ổng có chút thời giờ nghỉ ngơi. Cơm xong tối 10 giờ, họp đến khuya. Có cả hai carbon tham dự, Hagen có bổn phận cho biết tất cả sự tình về cuộc đại hội. Đúng 10 giờ ông Trùm chỉ thị, hai thủ hạ cao cấp thân tín nhất. Hôm nay tôi đã đề nghị hòa bình. Tôi đã lấy danh dự cam kết không đánh, không trả thù, nhưng xét gì có mấy người anh em chẳng đáng tin lắm, nên hai người cứ phải ra lệnh cho thuộc cấp thủ sẵn. Chứ để cho chúng đánh Úc, thế nào đã cho mấy thằng con tin về chưa? Hagen xác nhận, về nhà là cháu phân liền cho Clemenza.
Ông Trùm quay sang lão Mập thì lão cho hay: "À, tôi đã để chúng nó về rồi. Coi, tôi vẫn thắc mắc dân Sicily mình đâu á, có những tuyết đần độn ù lì như mấy thằng Boccaccio này, chúng thiệt sự á hay á là làm bộ." "Ê, chúng vậy đó, ù lì á mới ăn tiền chứ, miễn có tiền là ngon, chứ không có đần độn ù lì à, có hơn gì đâu. Thực ra cánh Boccaccio cũng chơi được, không gây chuyện lộn xộn, nhưng mà ở Sicily á thì bọn chúng hết sạch rồi." Buổi họp tối gần như để nói chuyện chơi, hết bắn nhau thì đỡ lo rõ, mọi người cũng nhẹ thở. Ông Trùm đích thân rót rượu, pha rượu cho từng người và đốt xì gà. "Tôi muốn chúng mình quên luôn cái vụ thằng Sony, kể như qua hẳn rồi, không bới móc ra nữa. Mình sẽ làm ăn thân thiện với bọn chúng, nếu họ có tham lam một chút chia phần mình ít một chút cũng lờ đi. Dù có bị khiêu khích mình cũng thủ thế, nhất định không xé xào cho đến ngày thằng Michael nó an toàn trở về cái đã. Vấn đề Michael phải đặt hàng đầu, nếu nó về là phải an toàn tối đa, không có gì có thể gây phiền phức. Mình lo là lo cái bọn cốm kiếm chuyện chết Tatalia với Brazini đâu có gì mà đáng sợ. Đáng ngại nhất là bọn cốm không chịu bỏ qua, vì tất cả mật báo viên đều đồng tình xác nhận chính Michael bắn. Hồ sơ nào cũng ghi rành rẽ như vậy thì ai dám thay đổi, biến nó thành không. Đã chắc chắn như vậy thì không nhân chứng họ cũng làm, bằng không mình thủ tiêu nhân chứng thì quá dễ rồi. Chỉ có thằng bồi bàn và một thằng ngồi bàn bên có thể là thực khách hay là người của Sozolo. Dĩ nhiên mình sẽ nhờ ngũ đại gia đình cùng vận động để bọn cốm đổi ý định bằng cách nào. Mấy thằng mật báo viên cho tin bẻ lái sự việc hay dẫn ra một cốt truyện khác. Mấy người anh em mình sẽ làm giùm, nhưng vẫn chưa đủ. Mình phải tạo dựng một cái gì đó để không bao giờ Michael bị dính dấp trở lại cái vụ Sozolo Maclosky nữa kìa. Phải tính xong hẳn, bằng không Michael trở về bất lợi. Anh em thì nghĩ coi có cách gì hiệu nghiệm không?" "Con người ta ai chẳng một lần làm lỡ, tôi cũng vậy. Bây giờ tôi muốn sống biệt lập, tôi không muốn bị ai mở cửa sổ ra ngó sang sân nhà mình, dù xa cả cây số. Tôi phải mua hết số đất quanh cư xá này, rào kính lại canh gác thường trực, kể cả chòi canh nữa. Cư xá này sẽ được bảo vệ như một pháo đài. Xin thông báo anh em hay là từ giờ tôi ra không ra văn phòng làm nữa, kể như bán hưu trí. Thà làm vườn trồng nho chơi đến mùa cất rượu, tôi ở hẳn trong cái nhà. Chỉ gặp dịp quan trọng lắm lắm mới phải bước chân ra. Mà ra dĩ nhiên phải đề phòng, hộ tống cẩn thận. Anh em nhớ rằng tôi không chuẩn bị âm mưu gì hết, tôi chỉ thận trọng. Vì trên đời này tôi rất kỵ, nhất là ẩu tả bừa bãi. Đàn bà con nít làm bừa còn được, đàn ông không thể. Nói gọn lại những gì phải làm, ta cứ việc tiến hành đều đặn, từ từ, để khỏi kinh động đối phương mất công. Về việc thì Tessio, Clemenza, Hagen, ba người sẽ lần lượt mỗi người một việc làm thay tôi. Giải tán cái băng Sony, cho nhập vào hai băng còn lại. Các cánh khác biết ngay mình thật lòng muốn quà. Công việc của Tom là chọn vài ba đứa cử đi Las Vegas điều tra tình hình dưới đó. Chính mày cũng xuống đó coi cái thằng Fred làm ăn ra sao, mà thiên hạ đồn là tao có gặp nó dám không nhận ra. Nghe nói hồi này nó làm đầu bếp được rồi, và mê gái tối ngày chạy theo mấy con nhảy con. Hey, thật ra hồi ở nhà nó đứng đắn đàng hoàng lắm, nhưng thằng Fred không thể làm nghề cái nghề này, không bao giờ. Hagen thử đưa ý kiến: hay là mình đưa Carlo xuống dưới đó, bề nào nó cũng là dân Nevada, thì ở Las Vegas cũng phải là thổ công. Hey, không được, phải có một đứa ở lại gần gũi bà ấy chứ. Có mấy đứa còn ở xa hết. Tao muốn cho vợ chồng tụi nó một căn hẳn ở trong cư xá, để Constantia gần gũi mẹ nó. Thằng Carlo có thể cho một việc gì kha khá hơn. Có lẽ lâu nay tao hơi khe khắc với nó. Nhà này bây giờ đầm hiếm con trai quá. Mày xách thằng Carlo ra khỏi ngành cờ bạc, thấy nó vô làm nghiệp đoàn thử coi. Công việc toàn là giấy tờ, chỉ cần cái miệng. Mà thằng Carlo thì nói hay lắm. Dạ được, cháu với Clemenza sẽ lo cử người đi Las Vegas ngay. Bác muốn
Có muốn cháu kêu thằng Fred về chơi một vài ngày không? Ông Trùm lắc đầu quậy quậy. Nói về Calo, ổng chỉ có ý mỉa mai, nhưng vừa nhắc đến tên Fred là quắt mắt lên. Ủa, gọi cái thằng ấy về để làm gì? Nhà đâu có cần một thằng đầu bếp, bà vợ tao còn làm được mà. Ê, để nó y chỗ đi. Thấy ổng nổi sùng, cả ba người đâm nhột nhạt. Không thể ngờ Fred bị bố ghét tới cỡ đó. Tất nhiên phải có một lý do gì, họ chưa biết đấy thôi. Ông Trùm gật gù. Năm nay tôi có ý trồng thêm ít luống cà tomat, ít gốc ớt xanh để nhà ăn không hết biếu cho anh em lấy thảo. Tụi tôi bây giờ cần phải nghỉ ngơi thiệt à. Công việc kể như xong, cứ thế mà làm. Anh em uống rượu nữa không? Biệt hiệu tiễn khách họ đứng dậy hết. Hagen đích thân đưa lão Carbon ra xe, hẹn ngày giờ gặp nhau để thanh toán công việc. Nó lập tức quay trở lại văn phòng vì biết thế nào ông già cũng có một vài điều muốn dặn riêng. Quả nhiên lúc nó vô, ổng đã tháo cà vạt, cởi áo vest nằm dài ra đi văn, khuôn mặt đanh thép giờ đã mệt mỏi. Ông đưa tay trỏ chiếc ghế. Nào, mày là Consig Cleary cho tao. Mày thấy tao xử sự bữa nay thế nào? Có gì mày thấy cần phản đối không? Suy nghĩ một lát, Hagen đáp. Phản đối thì không, nhưng cháu vẫn thấy có một cái gì gượng gạo không hợp với chủ trương đường lối của bác xưa này. Bác nói bỏ qua không truy vấn đến cái chết của Tony, không trả thù, nhưng cháu không tin. Bác lấy danh dự cam kết của mình, cháu biết bác sẽ giữ lời, nhưng cháu không thể tin là bác cho phép bọn chúng tọa hưởng chiến thắng như chúng tưởng bởi sáng nay. Vở kịch bác dựng từ đầu tới đuôi, cháu không thể đón biết nổi thì làm sao đồng ý hay phản đối. Nét mặt ông Trùm tươi tỉnh hễ hả. Khá lắm, mày hiểu tao hơn bất cứ một người nào thiệt. Mày không có máu Sicily, nhưng tao quả đã không có uổng công dạy dỗ. Mày Sicily tránh cống, mày nhận xét đúng, giải pháp tao đã có, và tao tin mày sẽ hiểu trước khi vở kịch hạ màn. Mày thấy không, bọn chúng phải tin lời tao, tao sẽ giữ đúng y như, ý nghĩa là hoàn toàn không gây sự. Vấn đề quan trọng là làm sao đưa được Michael về gấp. Mày đặt trọng tâm công tác hết sức chú ý một việc gì đó, ráng tìm đủ mọi khía cạnh hợp lý hợp pháp để làm cho bằng được. Tiền bạc không thành vấn đề, tuyệt đối không thể chấp nhận sơ sót. Mày thử tiếp xúc những tài cừ nhất về hình luật coi, để tao nói vài ông tòa quen lớn mày tới gặp riêng họ. Điều cần nhất là phải cảnh giác, chớ để bị lọt vào trong. Đúng vậy, mình không ngại vụ nhân chứng, dù thứ thiệt hay thứ nặng ra, mà phải tính trước bọn cảnh sát trời ngang. Chúng dư sức bắt rồi lỡ tay nổ súng hay sắp đặt một vụ vượt ngục, một vụ tự sát trong xà lim, hay tù giết tù dễ quá mà. Do đó nếu để Michael về thì không thể có vấn đề câu lưu hay tình nghi. Vậy đó, tao biết chứ, khó khăn lắm, nhưng mình phải ráng làm ngay. Chần chờ nguy hiểm vì tình hình bên Sicily cũng gây cấn lắm. Đám trẻ mới lên đâu chịu để mấy đàn anh lớn nắm đầu mãi. Mấy ông trùm già cũng không chịu nổi bọn dân chơi mới bị trục xuất từ Mỹ về. Họ găng nhau lắm, nên Michael dám kẹt ở giữa. Tao đã lo sắp đặt trước để nó tạm thời không lo ngại. Nhưng tình hình này làm sao kéo dài mãi? Đó là một trong những lý do tao phải cầu hòa. Thằng Brazini có bồ bịch ở bên ấy và bọn chúng đã đánh hơi ra Michael. Tao phải cầu hòa lẹ lẹ để bảo đảm sinh mạng thằng con tao chứ. Chắc mày hiểu chẳng có cách nào khác, phải không? Bố già phần thứ 21 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 22.